Bà con nông dân nên chọn thu thập sinh vật có lợi tại các vườn được canh tác tốt, cây khỏe, không nhiễm bệnh hại rễ. Vườn không có hoặc rất ít dùng thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ cỏ, trừ bệnh. Cho 1 kg cơm trắng vào rổ nhựa, lượng cơm chiếm 2/3 thể tích rổ. Dùng giấy mùng quấn chặt thành rổ, không để giấy tiếp xúc với cơm. Sau đó, bà con đặt rổ cơm vào trong hố đất, độ sâu tối thiểu phải đạt 6 cm. Cuối cùng, dùng cỏ phủ trên bề mặt miệng hố đất nhằm tránh ánh sáng mặt trời. Để trong 4 đến 5 ngày. 5 ngày sau khi đặt bẫy vi sinh vật, bà con tiến hành kiểm tra. Lúc này trên bề mặt cơm trắng đã xuất hiện nhiều nấm khuẩn. Bà con có thể ngửi, nếu mẫu cơm có mùi chua dễ chịu là được. Sau đó, cho cơm vào thau nhựa, trộn với đường theo tỷ lệ 1:1, 1 kg cơm, 1 kg đường. Tiếp theo, cho hỗn hợp này vào hũ bằng sành hoặc thủy tinh được bao đen để tránh ánh sáng. Đặt keo vi sinh nơi thoáng mát trong vòng 7 ngày. Sau 7 ngày ủ đúng cách, bên trong keo, sinh khối vi sinh vật được nhân lên rất nhiều lần. Lúc này bà con có thể pha loãng với nước rồi tưới trực tiếp cho đất vườn để cung cấp vi sinh vật trên diện rộng đều khắp vườn cây.